Sáng ngày 18 tháng 4, Hội Nghiên cứu và Sưu tầm Cổ vật Kinh Bắc cùng các nhà khảo cổ học Việt Nam và các nghệ nhân đã tổ chức đúc trống đồng dâng đền thờ Lý Bát Đế tại khu di tích đền Đô Tử Sơn Bắc Ninh. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 1006 năm ngày Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế. Lễ hội đền Đô được tổ chức trong tháng 3 âm lịch hàng năm tại làng Đình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm nay, ngoài việc tổ chức lễ hội, các nghệ nhân của Hội Nghiên cứu Sưu tầm Cổ vật Kinh Bắc cùng Hội Di sản Lam Kinh, Thanh Hóa đã hợp tác làm lễ đúc trống đồng dâng lên đền thờ Lý Bát Đế tại khu di tích đền Đô. Người chỉ đạo và thực hiện việc đúc trống tại đền là nghệ nhân Đặng Ích Hoàn. Cái nghề của gia đình tôi là cái nghề cha truyền con nối. Cái nhiệm vụ đúc cái quả trống này cho đền Đô tỉnh Bắc Ninh này là một cái niềm vinh dự lớn của Hội Di sản Lam Kinh Việt Nam. Trống đồng được đúc có đường kính 105 cm, cao 80 cm, trọng lượng gần 300 kg. Phía trên mặt trống sẽ được khắc 8 con rồng nổi là biểu tượng cho 8 vị vua nhà Lý. Các hoa văn khác trên trống sẽ được giữ nguyên bản theo trống đồng cổ Đông Sơn. Tâm huyết với di sản dân tộc, các nghệ nhân mong muốn mang đến một sản vật linh thiêng cho khu di tích đền Đô nói riêng và cho kho tàng di sản văn hóa Việt Nam nói chung. Đây là việc làm hết sức là bình thường của hội, góp một cái phần công sức để bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước nói chung và của người dân Bắc Ninh chúng tôi nói riêng. Nói đến trống đồng là người ta nghĩ đến là cái văn hóa Việt hàng nghìn năm nay. Hoa văn họa tiết thời từ những cái thời cổ thì đương nhiên là sẽ được thể hiện đầy đủ trên cái mặt trống đồng này. Chiều ngày 20 tháng 4, tức ngày 14 tháng 3 âm lịch, chiếc trống đồng này sẽ được hoàn thành và tỉnh Bắc Ninh cùng các nghệ nhân làm lễ dâng lên đền thờ Lý Bát Đế. Thưa quý vị, từ bao đời nay, trống đồng tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn và nền văn minh sông Hồng, từ thời các vua Hùng dựng nước Văn Lang. Đến nay, trống đồng đã trở thành sản vật linh thiêng của văn hóa dân tộc Việt Nam. Trống đồng được các nghệ nhân dâng lên đền Đô tại Bắc Ninh, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý. Điều này cũng minh chứng một điều rằng, người Việt Nam dù có đi đâu về đâu cũng không quên cội nguồn của mình, đặc biệt luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước.